trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố houston texas trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào có nhu cầu về sắc đẹp, muốn thân hình đẹp hơn, gương mặt đẹp hơn hoặc là sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714 227 5789 714 227 5789 để biết thêm chi tiết hoặc gửi email là thẩm mỹ viện can nam cali at gmail com thẩm mỹ viện can nam cali at gmail com cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước vào phần tin tức mỗi một ngày của chúng ta đầu tiên hết là tòa bạch ốc đưa ra dấu hiệu phản đối nato dẫn đầu việc mà đưa vũ khí vào ukraine Bản tin mới nhất cho biết thì tòa bạch ốc trong ngày thứ tư đã đẩy lùi một bản kế hoạch trong đó là Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu trong việc phối hợp cung cấp và đưa vũ khí trực tiếp vào Ukraine dưới sự lãnh đạo của NATO. Ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia đặc trách về viễn thông, đã lên tiếng và nói rằng à, điều đáng nghi ngờ là nếu như Hoa Kỳ bước qua một bên để mà lãnh đạo cái nhóm gọi là Ramstein Group, một là nhóm gồm có 50 quốc gia để phối hợp cung cấp và chuyển vũ khí cho của phía của Ukraine. Đây làm lớn hơn cả NATO, 50 quốc gia ở trên toàn thế giới và trong đó bao lâu gồm luôn cả những quốc gia Indo-Pacific và những gì mà đưa họ đứng chung với nhau dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Ông Kirby đã phát biểu như trên trong lời nói chuyện với là khí giả và điều này sẽ kia tiếp tục duy trì cho họ ở vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì à, tổng thư kiếm Liên minh Nato ông à, Jens Stoltenberg đã đề nghị là Liên minh này duyệt xét việc mà dẫn đầu nhóm Ramstein, à, được xem là một cái nhóm gồm 50 quốc gia, trong đó sẽ có nỗ lực bảo vệ và chống lại sự gia tăng về <laughs> tính chất gọi là đảng phái của Hoa Kỳ trong việc mà à, hỗ trợ cho Ukraine và Liên hiệp Âu Châu e ngại rằng cựu Tổng thống Trump có thể rút ra khỏi việc ủng hộ cho Kiev và NATO sẽ thành công trong việc mà và, 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 rút ra khỏi Kiev và NATO nếu như ông đã thắng được nhiệm kỳ thứ hai và Ukraine họ cần sự ủng hộ và bây giờ họ cần thêm sự ủng hộ trong một cái chiều hướng lâu dài đó là lời phát biểu của Jens Stoltenberg đã đưa ra trong một cái họp một cuộc họp báo. Các ngoại trưởng của Liên minh NATO đang thảo luận về bản kế hoạch ở Brussels trong tuần này và mục tiêu của họ là bản đồng thuận là Washington sẽ ừ, cho trước khi có cuộc hội, hội nghị thượng đỉnh của họ tại Washington vào tháng 7 sắp tới đây đánh dấu năm thứ 75 thành lập Liên minh NATO. Đây được xem là một trong những cái ý kiến mới nhất mà cho thấy có thể Hoa Kỳ sẽ không đồng ý trong vai trò lãnh đạo nhóm Ramstein để mà hỗ trợ trực tiếp vũ khí cho phía của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Nhóm Palestine Fatah lên tiếng và nói rằng Iran đang tìm cách gây ra sự hỗn loạn ở tại vùng Tây Ngạn Bản tin từ Ramallah cho biết thì một trong những <laughs> nhóm mà Palestine phụ trách về cái việc và bảo quản của khu vực vùng tây ngạn trong ngày thứ tư đã cáo buộc là Iran đang tìm cách lan tỏa sự hỗn loạn trong lãnh thổ của họ và nói rằng họ phản đối bất kỳ một chiến dịch nào từ bên ngoài và không có gì liên quan tới vấn đề của người Palestine. Fatah được xem là một nhóm phong trào kiểm soát chính quyền Palestine gọi tắt là PA tức là Palestine Authority cho biết rằng là họ không cho phép gây sợ hãi hoặc các cuộc đổ máu ở người dân của chúng tôi và trong đó họ nói rằng họ sẽ chống lại bất kỳ một hành động nào can dự từ bên ngoài à, trong việc gây tổn thương cho cái vấn đề của, của lãnh thổ của họ và do thái từ lâu nay đã cáo buộc Iran đã giúp cho những nhóm vũ trang Palestine bao gồm cả Hamas nhóm hồi giáo Islamic ở tại giải Gaza trong cuộc tấn công vào do thái ngày 7 tây tháng 10 và trong đó được xem là họ đang tìm cách khai tiễn qua khu vực vùng Tây Ngạn trong những năm gần đây. Vào tháng trước, thì lực lượng của quân đội Do Thái cho biết lực lượng an ninh của họ đã ngăn chặn được một mớ vũ khí bao gồm luôn các cái min chống tăng đã được buôn lậu qua cái ngã vùng Tây Ngạn. Và trong quá khứ thì Iran vẫn không bác bỏ việc mà họ cung cấp vũ khí cho những nhóm vũ trang này mà họ gọi rằng là sẽ yêu cầu theo yêu cầu của người Palestine. Và trong một bản statement đưa ra của nhóm Fatah giữa lúc mà chính quyền Palestine đã được yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này là phải dành ra một cái vai trò toàn diện cho Palestine ở tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và hiện nay thì khu vực này vẫn nằm dưới trị của người Palestine, tuy nhiên thì vẫn được đảm bảo đảm an ninh bởi Do Thái. Nơi đây Do Thái đã đánh chiếm từ năm 1967 và vùng Tây Ngạn được xem có nhiều thập niên đã có sự tranh chấp giữa người Do Thái và người Palestine nơi được xem là một Palestine xem là một cái trung tâm của một cái quốc gia độc lập trong tương lai của họ đồng thời bao gồm luôn cả in uh, giải Gaza và miền đông Jerusalem là một thủ đô của họ đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của nhóm Fatah sau khi mà họ cáo buộc rằng Iran đang muốn kích động bạo loạn ở khắp nơi bao gồm luôn vùng lãnh thổ của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay palestine cần phải tìm cách gọi là khẳng định cái quyền à, về một quốc gia độc lập của họ trong các cuộc đối thoại trực tiếp chứ không phải từ liên hiệp quốc đó là lời khẳng định của phía hoa kỳ bản tin từ washington cho biết hoa kỳ trong ngày hôm thứ tư lên tiếng và nói rằng việc thành lập một quốc gia palestine cần phải diễn ra trong cuộc đối thoại trực tiếp giữa các phía không phải là do liên hiệp quốc Chính quyền của Palestine trong ngày thứ ba đã yêu cầu việc duyệt xét lại cái lá đơn năm 2011. Họ xin làm thành viên toàn diện của tổ chức Liên Hợp Quốc và thời gian gần đây là một bán chính thức một quốc gia có chủ quyền của Palestine sau khi mà Liên Hợp Quốc đã chấp thuận cái vai trò của họ nhưng không phải là thành viên và chỉ là một quốc gia quan sát từ năm 2012 và vị trí này do Thái và cả hầu hết là Hoa Kỳ là đồng minh đã lên tiếng và và dường như là họ cản trở điều này và trong lá đơn và xin trở thành thành viên toàn diện của Liên Hợp Quốc cần phải được chấp thuận của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nơi mà Hoa Kỳ có thể phủ quyết và có thể là có dù rằng và ít nhất là cũng phải có 2 phần 3 trong tổng số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Quốc và khi được hỏi là Hoa Kỳ có thể sử dụng cái quyền phủ quyết của Hội đồng Bộ an để ngăn chặn cái việc mà của Palestine trở thành một thành viên toàn diện hay không Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là Matthew Triller trả lời rằng tôi sẽ không nói đặc biệt những gì có thể xảy ra trên con đường và ông nói rằng việc thành lập một quốc gia palestine cần phải bảo đảm an ninh cho phía của do thái và sẽ không có một cái gì gọi là cản trở và phải có cuộc đàm phát trực tiếp từ các phía và điều này cần phải có thêm thời gian không phải là do cái cơ cấu của liên hiệp quốc đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất sau khi mà hoa kỳ có thể sẽ phủ quyết trong việc yêu cầu là có một cái vai trò thành viên toàn diện của palestine đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, con trai của một nhà chính trị tại nước Cộng hòa Dominican đã bị bắn thiệt mạng tại Texas. Bản tin mới nhất cho biết con trai của một nhà lập pháp của nước Cộng hòa Dominican đã bị bắn thiệt mạng ở một cây xăng ở tại Houston, Texas theo tường trình của cảnh sát cho biết. Và trong đó họ đang tìm kiếm bốn người đàn ông đang bị truy nã mà họ gọi rằng những người này đã có mục tiêu sát hại à, nhân vật trên và là sát thủ. Cơ quan cảnh sát của Houston đã nói rằng nạn nhân đã bị bắn vào uh, chiều tối ngày thứ hai. À, đó là uh, Luis uh, Alfredo Pacheco Rocha, được xem là con trai của Alfredo Pacheco, người được xem là giám sát của Hạ viện Cộng hòa Dominican ở Hội đồng Lập pháp. Và trong đó thì cảnh sát cho biết là họ đã được gọi tới cây xăng vào lúc 7 giờ 45 phút theo giờ của Texas trong ngày thứ ba và đã phát hiện ra hai người đàn ông bắn à, nổ súng. Pacheco, 34 tuổi, đã tới cây xăng này cùng với ba người đàn ông khác và họ đang mua sắm ở trong cái tiệm trước khi mà quay lại trở lại chiếc xe và bốn bốn người đàn ông đã với ra loại súng dài đến từ hai chiếc xe và xông ra và bắt đầu nổ súng theo tường trình của cảnh sát cho biết người mô tả là đây là một cuộc tấn công có mục tiêu và Pacheco cùng với một người đàn ông khác ở trong cửa tiệm nơi là đã bị bắn bởi những viên đạn và các kẻ tấn công đã rời khỏi bằng xe và cảnh sát đã công bố hình ảnh của các nghi can đây được xem là một trong những cái <laughs> chi tiết quan trọng trong vụ nổ súng này và Pacheco đã được loan báo là chết tại bệnh viện theo tường trình cảnh sát cho biết và đây là một ca sĩ nhạc rap và là một nghệ sĩ trình diễn ở trên sân khấu với cái tên là El Picate theo tường trình của tờ Houston Chronicle nạn nhân khác 29 tuổi đã được đưa vào bệnh viện với cái giáp vết thương trầm trọng cảnh sát Houston đang tìm cách uh, liên lạc với lại thân phụ của Pacheco được xem là thành viên trong cái hội đồng lập pháp của cộng hòa dominican đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay phía của liên bang đã trả tự do cho một tên nghi ngờ là khủng bố ra uh, somalia và đây là một cái biến cố mà họ mô tả là tai nạn các nhà lập pháp đang đòi hỏi sự trả lời từ cái câu hỏi là tại sao một người đàn ông somalia À, được xem là đã được nhận định bởi cơ quan chống khủng bố của chính quyền liên bang và có cái quá khứ đã từng mang chất nổ và vũ khí trong các cuộc buôn lậu vẫn tiếp tục ở trên lãnh thổ của hoa kỳ sau khi mà có những cái sự sai lạc của cơ quan liên bang Người đàn ông này 27 tuổi vẫn chưa được cho biết tên đã được trả tự do sau khi mà ông ta bị bắt giữ một cách bất hợp pháp băng ngang qua biên giới của Hoa Kỳ và của Mexico ở tại California vào tháng 3 năm 2023 theo báo cáo cho biết. Người đàn ông này được mô tả đã có một quá khứ hình sự và dường như ông ta chưa bị bắt trở lại cho tới tháng Giêng khi mà ông ta được phát hiện tại Minnesota. Các nhà lập pháp của đảng họ mong muốn biết lý do tại sao và câu hỏi được đặt ra trên lá thư có tiềm năng là liên quan tới một tổ chức NGO đã hỗ trợ cho người đàn ông này một cái chuyến đi tới phía bắc của tiểu bang Minnesota và Minnesota nằm rất xa với biên giới và không phải dễ dàng để mà có cái công tác về việc mà các di dân có thể di chuyển qua từng tiểu bang theo tương trình của lá thư đưa ra và Ansapas tổ chức khủng bố này đã di chuyển tới Minnesota với sự hỗ trợ và trong đó dường như là với sự hỗ trợ của một cái tổ chức NGO và NGO nào đã chịu trách nhiệm cho chuyển những cá nhân này tới Minnesota chủ tịch của lãnh đạo xin lỗi quý vị lãnh đạo khối đa số của đảng cộng hòa tại hạ viện là dân biểu Whip Tom Emmer à, thuộc đảng cộng hòa tại Minnesota đã đưa ra bản statement và đặt câu hỏi với chính quyền của Joe Biden là tổ chức thiện nguyện nào đã giúp cho nhi trang này có thể thoải mái tới Minnesota và vẫn chưa bị bắt giữ trong khi nghi can đang có quá khứ buôn lậu thuốc nổ và súng đạn cũng như nằm trong danh sách đen của lực lượng chống khủng bố của liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay đã tới lúc mà các thành viên cấp tiến cực tả tại tiểu bang California nổi giận và yêu cầu phải trừng phạt những tên gọi là vào cửa tiệm trộm hoặc là tình trạng tội ác gia tăng bản tin cho biết thì california đã có chính sách được xem là mềm dẻo với tội phạm và bây giờ thì tình trạng này đã trở nên trầm trọng hơn và khiến cho tội ác tăng khắp nơi dẫn tới tình trạng mà các thành viên cực tả ở trong cái hạ viện của california đã phải đưa ra một cái dự luật mà trong đó sẽ cứng rắn với thành phần tội phạm Bản tin cho biết thì dân à, biểu Hạ Viện là Wendy Carrillo được xem là một à, thành viên của Đảng Dân Chủ từ quận El County và là phó chủ tịch của cái à, hội nghị của nhóm cấp tiến tại à, Hội đồng Lập pháp của California đã giới thiệu đạo cái dự luật có tên gọi là AB1990 trong đó cho phép các nhân viên công lực có thể thực hiện các cuộc bắt giữ mà không cần có trác tòa đối với những tên được xem là trộm trong các cửa tiệm và họ cần phải... <laughs> đưa ra điều này. dự luật này được biết với cái tên là Secure Transaction and Organized Theft Prevention, tức là à, viết tắt là chữ Stop Act, tức là ngăn chặn tất cả những hành động tội ác này. Và trong đó những tên tội phạm này à, đã không bị cáo buộc à, truy tố hoặc là có tội đại hình và khi mà họ có những món trộm dưới 950 mỹ kim, họ được xem là tội tiểu hình và điều này đã gây nổi giận cho các nhà lập pháp cấp tiến những người tin rằng cứng rắn với lại cái chính sách cứng rắn với tội phạm sẽ dẫn tới tình trạng mà nhà tù bị quá tải khi mà họ đã từng làm trong ở thập niên 90 và điều này khiến cho họ nhè mềm dẻo với tội phạm và dẫn tới tình trạng các cửa tiệm đã bị cướp và bị trộm cũng như là bị cướp phá ở khắp nơi và các món hàng bị cướp phá dưới 950 Mỹ Kim đều là xét vào tội Mr. Minor không bị truy tố và ghép tội tiểu hình không phải là tội đại hình và dẫn tới tình trạng tội ác tăng cao tại California. Caliro được xem là một thành viên của nhóm CanCers và Tim Macano đã bất đồng ở trên trang mạng xã hội với cái đạo luật AB 1990 mà nói rằng điều này sẽ quay trở lại và là một điều không tốt cho những người da màu và da đen đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một thượng nghị sĩ của tiểu bang Nebraska đã đổi từ đảng dân chủ qua đảng cộng hòa. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ tiểu bang là Mike McDonald đã loan báo rằng ông sẽ đổi từ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa và chỉ ra cho thấy niềm tin về cơ đốc giáo và cái quan điểm về vấn đề phá thai. Ông McDonald đã đưa ra lời loan báo vào ngày 3 tây tháng 4 trong một bản statement với giới truyền thông địa phương chỉ ra cho thấy là đảng Dân Chủ đã phản đối cái việc ủng hộ sự sống của ông. Khi mà tôi ra tái tranh cử vào năm 2020, tôi là một người ủng hộ cho sự sống ông cho biết như trên và nói rằng niềm tin về công giáo của ông đã, cho thấy rằng là ông đã trở thành ứng cử viên và giúp cho ông chiến thắng trong cái việc mà đại diện cho cái district số 5 thượng nghị sĩ của tiểu bang và tôi đã yêu cầu đảng dân chủ là tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo của tôi căn cứ trên cái vị trí của tôi là ủng hộ cho sự sống tuy nhiên trong năm ngoái họ gần như đã trừng phạt tôi và bởi vì tôi đã ủng hộ cho sự sống và ông mcdonald cho biết là bởi vì ông phản đối vấn đề phá thai thì đảng Dân Chủ tại cái quận gọi là Douglas đã bỏ phiếu và tìm cách gọi là đẩy ông ra khỏi cái việc gọi là đại đại biểu cho đảng và cũng như là không chia sẻ tất cả những cái nguồn tin từ trong đảng. Đây được xem là một hành động trừng phạt của đảng Dân Chủ. Và cuối cùng thì ông đã quyết định là đổi từ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa. Đây được xem là một cái biến cố mới có thể sẽ gây khó khăn cho đảng Dân Chủ trong lúc mà họ đang mất dần các cử tri ở nhiều lĩnh vực khác nhau và ở nhiều chủng tộc khác nhau cũng như là nhiều giới tính khác nhau. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tiểu bang Nebraska, thống đốc tiểu bang này đã ủng hộ cho cái chính sách là Winner Tech All trong cuộc bầu cử ở tổng thống. Như quý vị đã biết, tôi đã từng loan báo là Hoa Kỳ có hai tiểu bang là uh, cử tri đoàn của ai nấy giữ là tiểu bang Nebraska và tiểu bang Maine. Đây là hai tiểu bang duy nhất tại Hoa Kỳ là cử tri đoàn của phía nào, phía đó giữ và không có giống như những tiểu bang khác là winner take all, tức là cái người chiến thắng sẽ lấy hết tất cả cử tri đoàn. Nay thì thống đốc của tiểu bang Nebraska là Jim Pullen đã công công ra khai và nói rằng ông ủng hộ mạnh mẽ cho thay đổi cái hệ thống bầu cử này và trong đó sẽ nhận lại cái hệ thống là winner take all, tức là người chiến thắng sẽ lấy hết cử tri đoàn và điều này có thể sẽ gây ra một cái tác hại rất lớn cho đảng dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Bản tin cho biết thì tiểu bang này là chỉ có hai à, à, một trong hai cái à, cử tri đoàn là và một trong hai cái à, tiểu bang mà cho phép là ứng các ứng cử viên có thể giữ cử tri đoàn của mình và theo tường trình cho biết thì nếu muốn chiến thắng thì phải đủ 270 cử tri đoàn nếu muốn chiến thắng ghế tổng thống và tiểu bang Nebraska là nơi mà luôn luôn có cái sự phân hóa giữa các cử tri đoàn. Nay thì các nhà lập pháp đã giới thiệu một cái dự luật hồi tháng 1, trong đó sẽ quay trở lại cái truyền thống là winner take all sau khi mà có sự ủng hộ của thống đốc Pillen và điều này sẽ đưa Nebraska trở lại 48 trong tất cả các tiểu bang là bắt đầu từ cái thời sáng lập đất nước Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của ông Pillen đưa ra và tôi đã kêu gọi các thành viên trong đảng cộng hòa ở tại hội đồng lập pháp thông qua dự luật này chuyển tới bàn của tôi và tôi có thể ký thành luật và nếu dự luật được à, có hiệu lực à, vào trước cái à, ngày à, bầu cử tháng 11 sắp tới đây thì có thể khiến cho ông Joe Biden bị mất đi các cử tri đoàn ở tại khu vực này và trên trang platform X thì à, lãnh đạo của à, cái uh, chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng đây là một trong những cái uh, khó có thể đối phó nếu như mà phía của đảng Cộng hòa thông qua và thống đốc ký và điều này có nghĩa là sẽ dẫn tới việc mà ông Joe Biden khó có thể thắng được. Theo tường trình cho biết thì ông trên ông Trump đã thắng ông Joe Biden tại đây 19% năm 2020 và điều này có nghĩa là đảng Cộng hòa có thể lấy hết tất cả cử tri đoàn của tiểu bang Nebraska và đây được xem là một trong những cái tin không vui lắm cho Joe Biden. Cùng một lượt thì ông Trump đã ủng hộ mạnh mẽ cho việc mà đổi từ cái hệ thống mà cử tri đoàn ai nấy giữ trở thành là winner take all. Ông Trump đã lên tiếng ca ngợi. Cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng ca ngợi nỗ lực bởi các đảng Cộng hòa ở tại Nebraska khi mà họ đổi cái hệ thống bầu cử của tiểu bang dành cho ghế Tổng thống trong qua một cái bước khác tức là winner take all. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mà cho thấy rằng là ông trump có thể sẽ chiến thắng tại tiểu bang này và lấy toàn bộ bốn à, cử tri đoàn của tiểu bang này thay vì trước đây thì mỗi ai nấy giữ tức là cử tri đoàn của cộng hòa cộng hòa giữ cử tri đoàn của dân chủ dân chủ giữ và giờ đây thì à, cái hệ thống này có thể thay đổi và có thể tạo chiến thắng cho ông trump trong các tiểu bang chiến lược và điều này sẽ đẩy cho cho bên có thể tối đa nếu như ông ta không chiếm hết tất cả các cái à, tỷ bang swing thì ông ta chỉ được 269 cả cử tri đoàn là tối đa, trong khi đó ông Trump có thể được 271 cử tri đoàn. Đây được xem là cái con số mà phía của Đảng dân chủ hoàn toàn không muốn và họ tìm cách cản trở. Tuy nhiên thì hội đồng lập pháp của tiểu bang Nebraska hầu như là Đảng Cộng hòa đã kiểm soát và điều này có nghĩa là nó sẽ được thông qua và được thống đốc ký thành luật. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và đảng Dân Chủ ngày hôm nay, đảng Dân Chủ đã tiếp tục lo ngại cái vấn đề của bà Trinsberg sẽ được tái lập ở trên tối cao pháp viện. Mặc dù rằng các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ vẫn chưa có lên tiếng chính thức kêu gọi bà quan tòa là Sonya Stojomajor, à, được xem là quan tòa trong tối cao pháp viện, từ chức. Tuy nhiên, họ lo ngại rằng lịch sử sẽ lặp lại nếu như mà làm tương tự như bà Ruth Bader Ginsburg từ chối về hưu năm 2014 và dẫn tới việc mà cựu tổng thống Trump là người tổng thống đầu tiên đã bổ nhiệm ba quan tòa trong tối cao pháp viện và hiện nay tối cao pháp viện đang có 6 ba tức là 6 lá phiếu bảo thủ và 3 lá phiếu cấp tiến trước đó thì bà Ginsburg đã bị cancer tức là đã bị bệnh ung thư bà 81 tuổi và bà đáng lý phải về sớm để Barack Obama có thể bổ nhiệm một người khác vào trong cái vị trí của tối cao pháp viện Để duy trì cái ghế của bà Tuy nhiên bởi vì tham quyền cố vị Bà ta đã ở lại cho tới lúc bà ta qua đời Ngay vào cái nhiệm kỳ của ông Trump và cuối cùng thì ông Trump đã thay thế vị trí của bà ta là bà chánh án Amy Coney Barrett và trong đó gần như đẩy cái lượng bảo thủ của các quan tòa lên 6 người và phía của dân chủ của phía cấp tiến chỉ còn 3 người và với cái suy nghĩ này thì một số thành viên của đảng dân chủ đã thúc giục bà Stotomayor 69 tuổi được xem là cái quan tòa già nhất của khối cấp tiến ở trong à, à, tối cao pháp viện là nên bước ra khỏi cái cái, cái ghế này và từ chức để ông cho biden có thể bổ nhiệm một người khác nhằm có thể duy trì ba lá phiếu còn lại ở trong à, tối cao pháp viện còn nếu như không mà bà à, vì một lý do nào đó mà bà ta phải à, rời khỏi chức vụ cái chức vụ là quan tòa của tối cao pháp viện trong giai đoạn của đảng cộng hòa nắm quyền thì điều này có nghĩa là sẽ có cục diện 72 tức là phía bảo thủ nắm 7 phiếu và phía của cấp tiến chỉ có 2 phiếu mà thôi đây được xem là một trong những cái chi tiết cho thấy đảng dân chủ đang lo ngại là họ sẽ mất thêm một ghế ở tối cao pháp viện đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay năm gần 50.000 phiếu Wisconsin đã phản đối Joe với cái chữ là uninstruct à, trong vấn đề phản đối việc Joe Biden trong cuộc chiến của Hamas và phía Do Thái ở giải Gaza. 50.000 cử tri ở tại Wisconsin trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Nhân cũ, Dân Chủ đã bỏ phiếu với cái chữ là uninstruct à, và trong đó để chống lại cái tình trạng mà ông Joe Biden đã đứng hẳn về phía Do Thái trong cuộc chiến chống lại Hamas với tổng cộng là gần 48.000 phiếu tức là chiếm 8% trong tổng số uh, tổng số phiếu và gần như gấp 10 lần uh, họ đã chọn cái chữ là in instruct uh, uh, tương tự như là cái cuộc bầu cử mà đã diễn ra trước đây và điều này chỉ có 2% đảng viên Đảng Cộng hòa uh, tại Wisconsin là chọn cái chữ là in in trong khi đó thì tất cả đều uh, chọn ở bên phía Đảng nhà chủ và điều này cho thấy là cái lượng mà gọi là từ chối Joe Biden đã gia tăng sau khi mà cuộc chiến của Hamas và Do Thái bùng nổ và cái việc mà Joe Biden vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Do Thái đã gây mất lòng trong cái khối cử tri của người Ả Rập, người Hồi giáo và kể cả những người ủng hộ cho Palestine và bây giờ thì cái phong trào gọi là không bỏ phiếu cho Joe Biden mà viết hàng chữ khác đang nở rộng ở trong Đảng Dân chủ. Đây được xem là một cái thách thức của phía Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ đã thúc giục chính quyền Joe Biden điều tra công ty Nippon Steel và cáo buộc rằng công ty này có quan hệ với Cộng sản Trung Quốc trong lúc mà họ tìm cách mua lại một công ty thép của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch của Ủy ban ngân hàng ở tại thượng viện đã lên tiếng chúc dục, thúc giục ông tổng thống Joe Biden là điều tra về công ty Nippon Steel cáo buộc rằng công ty này đã có quan hệ với Trung Quốc và đang có cái gọi là sự phản đối của lưỡng đảng trong việc công ty Nhật Bản này đang tìm cách mua lại công ty US Steel Corporation. Trong lá thư đề ngày 1 tây tháng 4 gửi cho ông Joe Biden thì thượng nghị sĩ Sir Rod Brown của đảng dân chủ tại Ohio đã gia tăng sự lo ngại về báo cáo cho thấy rằng là có thể phá hủy nền kinh tế của Hoa Kỳ và vấn đề an ninh quốc gia khi mà quốc gia à, công ty nước ngoài làm chủ cái một trong những cái công ty sản xuất thép lớn nhất của Hoa Kỳ. Nippon đã có quan hệ với lại cái hệ thống về sản xuất thép của Trung Quốc và kỹ nghệ này họ có nghị trình và rõ ràng đang có sự lo ngại là họ có quan hệ với lại lực lượng hỗn hợp quân sự và dân sự của Trung Quốc trong chiến lược là họ tìm cách thống trị trên toàn cầu và giành quyền lực. Ông Brown đã đưa ra lời cảnh cáo như trên và việc mà công ty Nippon có quan hệ với cái kỹ nghệ thép của Trung Quốc cần phải được xác định rõ ràng. Trong tháng 12 thì à, cái công ty sản xuất thép lớn nhất của Hoa Kỳ ở tại Pittsburgh đã đồng ý bán lại cho công ty Nippon với giá là 14.9 tỷ Mỹ Kim từ công ty Nippon của Nhật Bản. Thỏa thuận này đã dẫn tới việc lưỡng đảng và kể cả Tổng thống Trump lẫn Joe Biden đều lên tiếng phản đối vụ thu mua này và hiện nay thì lại là xuất hiện cái nguồn tin cho thấy là có một cái nhóm tên là Horizon Advisory công bố là Nippon Steel đã có mối quan hệ rất sâu đậm với các kỹ nghệ thép của Trung Quốc và công ty này đang đóng đóng vai trò dấu hiệu thành lập cái um, việc mà cái kỹ nghệ của thép của Trung Quốc trong vòng 50 năm qua và ủng hộ cho cái công ty thép của Trung Quốc uh, do nhà nước Trung Quốc làm chủ có tên gọi là Shanghai Baoshan Iron và Steel đây được xem là công ty do nhà nước Cộng sản Trung Quốc làm chủ và công ty Nippon Steel đã đóng góp rất nhiều những kỹ thuật của Nhật Bản, các phụ tùng và kể cả cá nhân giúp để xây dựng bao được xem là một công ty sản xuất thép lớn nhất của Trung Quốc. Đây được xem là bản báo cáo được đưa ra. Và hiện nay thì Chủ tịch Ủy ban về Tài chánh Ngân hàng của Thượng viện đã lên tiếng và gửi lá thư cho chính quyền của Biden yêu cầu điều tra về mối quan hệ của công ty Nippon Steel và nhà nước Cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay tiếp theo sau cuộc động đất và sau cái cú điện thoại của tập cận bình và joe biden thì Trung Quốc lại tiếp tục có những chiến đấu cơ và tàu chiến của họ xung quanh đảo quốc Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết bất kể Đài Loan đang đối diện với một thảm kịch về động đất, hàng chục chiếc máy bay và hàng chục chiếc ra Tàu chiến của Trung Quốc vẫn được báo cáo xung quanh đại đảo quốc Đài Loan trong tuần này và dường như là phô trương sức mạnh quân sự, ít nhất là có 30 chiếc uh, chiến đấu cơ và 9 chiếc tàu chiến đã được phát hiện ở trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan theo tường trình Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra và trong đó 30 chiếc máy bay của PLA và 9 chiếc tàu chiến của Hải quân PLA đã vây quanh xung quanh đảo quốc Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và trong đó gồm có 20 chiếc đã băng ngang qua khu vực ở lằn danh đỏ ở phía Bắc cũng như là xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ở phía Nam theo tường trình của Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra và khiến cho Bộ Quốc phòng Đài Loan phải huy động tất cả các hệ thống phòng không, các chiến đấu cơ, các tàu chiến và hệ thống radar để quan sát tất cả những biến chuyển này đây được xem là một hành động đe dọa mới nhất của Cộng sản Trung Quốc nhắm vào đảo quốc Đài Loan ngay sau khi mà Tập Cận Bình có cú điện thoại với ông Joe Biden và ngay sau khi mà đảo quốc Đài Loan đang hứng chịu một trận động đất 7.4 độ magnitude khiến cho 9 người bị thiệt mạng. Đây được xem là hành động mới nhất của Cộng sản Trung Quốc nhằm đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng Liên minh Orchid có thể hỗ trợ cho Đài Loan đó là bản nhận định của một à, nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao. Bản tin từ Washington cho biết thì nhân vật ngoại giao số 2 của Bộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày thứ tư nói rằng liên minh o-o-kết Or mà hỗ trợ xây dựng cái tiềm thi đỉnh tại nước Úc bao gồm Anh, Úc và Hoa Kỳ có thể gia tăng khả năng kềm chế với Trung Quốc trong việc mà họ tấn công đảo quốc Đài Loan. Dự án này đã được ba quốc gia đưa ra vào năm 2023, trong đó thì Úc sẽ có uh, <laughs> sở hữu được các cái tiềm thi đỉnh nguyên tử là một phần trong nỗ lực nhằm nhằm ngăn chặn cái giấc mơ bành trướng của cộng sản Trung Quốc tại khu vực Indo-Pacific và ba quốc gia này đồng thời cũng đã thực hiện cái mối quan hệ khá chặt chẽ và đang lo ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng trên đảo quốc Đài Loan và thứ trưởng bộ ngoại giao đặc trách về khu vực Á châu là Kurt Campbell đã đưa ra lời phát biểu rằng là Đài Loan có thể sẽ có những cái mối quan hệ với lại Liên minh AUKUS và nói với lại cái trung tâm chiến lược CSIS là cái khả năng mà sản xuất tìm thi đỉnh nguyên tử này có khả năng gìn giữ hòa bình và ổn định rất cao. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ gia tăng khả năng kềm chế trên eo biển Đài Loan nơi chia cắt giữa Trung Quốc và Đài Loan và ông Kurt Campbell cho biết là liên minh này có thể hỗ trợ và giúp cho Đài Loan tăng cường khả năng kềm chế, một câu nói mà người ta có thể diễn dịch rằng liên minh AUKUS có thể đưa tìm thì đỉnh nguyên tử và lực lượng của họ tới eo biển Đài Loan để tăng cường khả năng kềm chế đối với Trung Quốc. Tuy nhiên thì ông ta không nói rõ ý này và chỉ nói rằng liên minh kết có thể hỗ trợ để gia tăng mức kềm chế không để cho Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan mà thôi. Đây được xem là lời phát biểu có thể gây ra tranh cãi lớn là phía Hoa Kỳ đang có ẩn ý là gửi tìm thủy đỉnh nguyên tử tới tận eo biển Đài Loan để tăng cường khả năng kềm chế đối với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.